vị khán giả đang quay trở lại với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp. Bản tin tiếp theo cho hay những kẻ thánh chiến bị tình nghi giết chết hàng trăm người trong vụ tấn công ở Burkina Faso. Hàng trăm người đã thiệt mạng ở miền Bắc Trung Bộ Burkina Faso vào ngày 24 tháng 8 sau khi những kẻ tình nghi là chiến binh thánh chiến nổ súng vào họ khi họ đang đào chiến hào xung quanh một thị trấn để bảo vệ thị trấn khỏi các cuộc tấn công. Người thân của các nạn nhân và một nguồn tin đã chia sẻ với những người sống sót bị thương cho biết. Cuộc tấn công bên ngoài thị trấn Basaloko là một trong những vụ tấn công chết chóc nhất kể từ khi các nhóm có liên hệ với Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo chuyển đến Burkina Faso từ nước láng giềng Mali gần một thập kỷ trước, đẩy quốc gia Sahel này vào một cuộc khủng hoảng an ninh dẫn đến hai cuộc đảo chính vào năm 2022. Chính quyền quân sự cầm quyền đã lên án tình trạng bạo lực nhưng không cho biết có bao nhiêu người thiệt mạng. Hàng trăm người bị thương đã được sơ tán đến các cơ sở chăm sóc sức khỏe tại thành phố Kaya, cách đó khoảng 40 km về phía nam, nơi một nguồn tin không muốn nêu tên vì sợ bị trả thù đã cho biết số người chết trong vụ tấn công có thể cao hơn 500 người. Kính thưa quý vị, quay sang phần tin, công ty khởi nghiệp hàng không vũ trụ hoàn thành chuyến bay thử nghiệm thứ hai của máy bay phản lực siêu thanh tại California. Công ty khởi nghiệp hàng không vũ trụ Boom Supersonic đang thực hiện sứ mệnh hồi sinh dịch vụ hàng không thương mại nhanh hơn tốc độ âm thanh vào cuối thập kỷ này với máy bay chở khách siêu thanh Overture. Boom đã chế tạo một nguyên mẫu Overture có kích thước 1/3 có tên là XB1 và đã hoàn thành hai chuyến bay thử nghiệm thành công của máy bay trình diễn tại cơ sở thử nghiệm bay của mình ở sa mạc Mojave, California. Họ đang đặt mục tiêu thực hiện chuyến bay siêu thanh đầu tiên của XB1 vào cuối năm nay. Máy bay trình diễn XB1 của công ty đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm thành công thứ hai vào ngày thứ hai 26 tháng 8. Boom đã cho biết Overture hiện vẫn đang trong quá trình phát triển, sẽ có thể chở khoảng 65 hành khách từ New York đến London trong 3,5 giờ, từ Newark đến Frankfurt trong 4 giờ và từ San Francisco đến Tokyo trong 6 giờ. Machado của Venezuela nói rằng chính phủ đang gieo rắc sự giận dữ trong dân chúng. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đang khiến cho người dân tức giận bằng cách đàn áp và giam giữ trẻ em. Lãnh đạo phe đối lập Maria Corina Machado đã cho biết vào ngày 27 tháng 8, khi tranh chấp bầu cử đã kéo dài một tháng và con đường giành quyền lực của phe đối lập dường như hẹp lại. Sự bất đồng về cuộc thi ngày 28 tháng 7 đã làm dấy lên tiếng kêu gọi quốc tế công bố toàn bộ số phiếu bầu. Các cuộc biểu tình chết người và các động thái của công tố viên nước này nhằm điều tra phe đối lập và bắt giữ các nhà báo. Machado cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Reuters rằng phe đối lập có chiến lược mạnh mẽ để tuyên bố chiến thắng. Bà không đưa ra thông tin chi tiết nhưng nói thêm rằng bà và cựu ứng cử viên phe đối lập Edmundo González đang đoàn kết. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan cho biết những vụ việc như vậy là không thể chấp nhận được sau khi cuộc tấn công của phiến quân giết chết hơn 70 người. Bộ trưởng Nội vụ ông Mohsin Naqvi đã cho biết vào ngày thứ Ba 27 tháng 8, Pakistan sẽ đáp trả chung cuộc tấn công của phiến quân ly khai khiến ít nhất là 73 người thiệt mạng. Phiến quân đã tấn công các đồn cảnh sát, tuyến đường sắt và đường cao tốc vào ngày Chủ nhật, và lực lượng an ninh đã tiến hành các hoạt động trả đũa. Vào đêm Chủ nhật, những người đàn ông có vũ trang đã chặn một xa lộ ở Balochistan, tỉnh lớn nhất ở Pakistan, áp giải hành khách ra khỏi xe và bắn họ sau khi kiểm tra thẻ căn cước của họ. Một cảnh sát trưởng cấp cao là Ayub Achar Case đã cho Reuters biết, giao thông đường sắt với Qatar đã bị đình chỉ sau vụ nổ trên một cây cầu đường sắt nối thủ phủ của tỉnh với phần còn lại của Pakistan. Phiến quân cũng đã tấn công một tuyến đường sắt nối với Iran láng giềng, quan chức đường sắt là Muhammad Qasim đã cho biết.
Thành phố Sài Gòn chính thức công bố dịch sởi. Thành phố Sài Gòn hôm 27 tháng 8 đã chính thức công bố dịch sởi trên toàn thành phố khi các ca bệnh gia tăng nhanh chóng với hơn 500 ca nhiễm và 3 trẻ em tử vong vì căn bệnh này. Tờ báo Tuổi Trẻ dẫn quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn cho biết thời gian xảy ra dịch là tháng 8 năm nay với quy mô trên toàn thành phố và nguyên nhân do virus sởi gây ra. Dịch thuộc bệnh truyền nhiễm nhóm B, lây qua đường hô hấp và người có nguy cơ mắc bệnh là người chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ, đặc biệt là trẻ em. Người mắc bệnh có thể có biến chứng nặng, thậm chí dẫn đến tử vong nếu không được chăm sóc và điều trị đúng đắn. Đây là lần đầu tiên thành phố Sài Gòn công bố dịch sởi và là địa phương đầu tiên trong nhiều năm nay công bố dịch này. Quyết định công bố dịch được đưa ra theo kiến nghị của Sở Y tế thành phố Sài Gòn sau khi thành phố này trở thành tỉnh thành có số ca bệnh mắc sởi cao nhất cả nước với hơn 500 ca trong tổng số hơn 2.000 ca mắc bệnh trên toàn quốc kể từ đầu năm đến nay, theo thống kê của Bộ Y tế Việt Nam cho biết. Kính thưa quý vị, bản tin cuối trong chương trình đã cho hay bản sao hóa thạch đánh dấu tình hữu nghị bền chặt giữa Trung Quốc và Nam Phi. Món quà mà Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tặng cho Chủ tịch Tập Cận Bình không chỉ là minh chứng cho thành quả của khám phá khảo cổ học mà còn đánh dấu tình hữu nghị bền chặt giữa hai châu lục, châu Á và châu Phi. Món quà đặc biệt này được trưng bày tại triển lãm quà tặng ngoại giao mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhận được từ tại Bắc Kinh. Đây là bản sao bằng kim loại của một hóa thạch xương bàn tay được khai quật tại Cradle of Humankind, một di tích chỉ một di tích chi cổ nhân chủng học ở tỉnh Gauteng của Nam Phi. Vào tháng 7 năm 2018, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến thăm Nam Phi và tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 10 tại đây. Tổng thống Nam Phi là ông Cyril Ramaphosa đã tặng bản sao này cho Tập Cận Bình như là một món quà. Hugh Chuyen, người phụ trách triển lãm quà tặng ngoại giao mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhận được đã cho biết. Bản tin vừa qua cũng tạm kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV do xứ ngôn viên Lâm Hùng và Linh Trịnh trình bày. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ quý báu của quý vị khán giả và các cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ cho đài. Lời cuối, chúng tôi kính chúc quý vị chúng ta luôn giữ gìn sức khỏe và vô lượng an lạc.